Mày nó chung ôi, nhìn cao rồi nhìn khỏe vậy. Ừ vậy. Rồi mọi người bắn đi, tôi không làm gì đâu. Ôi, mày kìa. Ê à, căng nha. Ồ, cái thường mình ấy hả, cái tường đang thui à. Ê dần bây giờ, ê à, căng nha. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của bạn Peo. Ngày hôm nay chúng ta lại đến với sinh tồn trong ở sao phát đã sinh tồn đại dương mà sao có thiên nhiên này đâu đây? Ê, ở sao không về đây? Ê, đang chuẩn bị ăn rồi mới ngủ dậy rồi làm cái gì vậy? Hôm trước phá nguyên cái ruộng người ta chưa đã xong, bây giờ hôm nay vẫn còn lì mặt đến đây mà là cay tít rồi. Nè, tôi nói ông biết nha, là trên đời này là chỉ có khúc mà tôi ăn với tôi ngủ là tôi còn hơi dễ thương nha. Mà sao ăn là tôi quạo á. Trời ơi, ăn đi xong về đi. Nói vậy đi phải được không, rồi từ ủa này rồi sao ăn đi ngô đó thì đem về luộc ăn rồi chê là chả nè. Ôi chê chưa rồi quên mất đây nghe nói là thanh niên tối cổ này lâu rồi không chơi minu rồi mình ai cho xem cái này bất ngờ trầm trồ này. Tí bình tĩnh này, nhìn thế này à, trên đời tôi ghét cho lắm luôn á, giờ mà không cho không nhìn này cái này con này là ê, quay ấy đó nghe nào có ai cho coi mà quay cái mông vô mặt người ta đấy, nhưng mà đứng im đi đấy, đứng im đi có làm gì đâu trời ơi. Thì đứng im đi, đừng di chuyển, đứng im đi. Đó là sao? Đứng im nha. Đứng im này. Ghê nhỉ, tưởng tối cổ nhưng mà hóa ra là cũng có robot bạn ạ. Ấy nhưng khóa rồi. Này, có làm được như này không? Ơi, triệu hồi đệ tử ghê chưa? Đó. Làm được không? Từ từ đấy đó, tao chịu hồi. Chiến binh đó người ta sẽ rượu hồi nói xàm vậy rồi. Cái này cái thay skin này là thay skin khác chứ triệu hồi gì ai đi đây hàng riêu này đó ấy ơi đâu rồi có gì đâu. Ủa đâu ấy? Thằng nãy giờ nó chưa vô vậy? Ủa sao nó đâu ấy? Ê mất rồi. Ê làm nữa. À điều đó này. À đây đó, thấy không? Triệu hồi đó, con ra nhìn thế này. Đó, thấy không? Đó, cái con này. Ê. Ủa. Thế này đấy. Ê. Nhậu bên vô nhà đi. Ê, tôi đừng có vào rồi liền này bun nó đấy. Ê đi hết thanh niên Mimi phá, thanh niên Yabun phá cay thế rồi. Ôi cứu tôi. Ủa thế? À, thiếu không? Mấy triệu hồi cho sói game đó. Ghê chưa? Ôi giời, Yabun này thì có skin robot đúng không? Thì có. Ôi ơi. Đó thì có. Đó. Trong cửa hàng rồi chứ có mua. Trời ơi, thế không khỏe. Trời ơi. Muốn có robot không? Để dẫn cho đi trải nghiệm robot này, tưởng gì chứ dăm ba robot. Các bạn ơi, hôm nay tự nhiên tôi phát hiện thêm một thanh niên tối cổ nữa bạn ạ, thanh niên Yabun à, thanh niên Yabun này đỡ tối cổ hơn cái bà mập Momora với cả bà Mimi này, đó hai bà này tối cổ hơn. Tối cổ. Thế này hình như là mình nhớ không nhầm là Yabun hồi trước là mấy tập đầu là Yabun có chơi sinh tồn của mình đúng không? Mọi nè có dự xuống à thôi rồi bảo sao đúng rồi. Ok thì kịp cũng không tới cổ lắm bần à. Ok rồi ngày hôm nay mình sẽ dẫn hai thanh niên này đến một cái map. Đấy, tôi mới phát hiện ra một cái map gọi là binh đoàn robot siêu cấp VIP pro khá là hay bần ạ. Lát nữa các bạn muốn biết hay như nào thì bây giờ trải nghiệm thử xem rồi sẽ rõ bạn ạ. Ok trước khi bắt đầu video các bạn đừng quên để một like, đừng quên chia sẻ cho bạn bè và đừng quên những cái chương trình ký ủng hộ mình bên đây. Không mở cửa rồi dân là chuyện dưới đây dân là các bạn rồi có kỳ tang tinh. 15 minutes later. Ok bạn ơi, đây rồi. Go. What's up man? Yo. Rồi từ nghe phổ biến luật chơi đã. Thì đây, cái map này nó có tên là bảo vệ thành trì khỏi robot tận thế. Đấy, thì hiện tại là có vẻ như là thế giới đã bị robot xâm chiếm. Robot thì cũng có robot zip, robot zap. Thì hiện tại là phe mình có một vài robot thân thiện này, đấy, tức là không bị tha hóa, không bị thành đối thủ của mình. Đấy, cái nhiệm vụ của chúng ta là chống lại cái phe robot đối diện. Đấy, thì sau khi mà bắt đầu không, thì cứ mỗi lượt ở đây có 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Đấy, có 12 round, mỗi round sẽ có một binh đoàn robot xuất hiện, nhiệm vụ là phải bảo vệ cái thành trì này. Đấy, thành trì cuối cùng con người rồi. Đấy. Đó mình đang chứ đứng đúng không? Gì đó, đứng không 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 đứng sao cái này thế không xuống không? Có xuống không? Đó, có xuống không? Đó là xuống à. À, bắn thử đi. Đấy, thì nhiệm vụ là khi mà robot ra thì chúng ta bắn robot, nhưng mà tuy nhiên là còn một cái nữa. Đấy, đó là đây, vào cửa hàng này. Đấy, vào cửa hàng đâu. Đó. Thì sẽ có ba cái. Cái đầu tiên là nâng cấp hệ thống phòng thủ. Đó là chúng ta sẽ có thể là nâng cấp laser, bẫy gai các thứ này. Đó, nhưng mà đại loại là có thể nâng cấp tường thành. Thì đã có tiền đâu mà nâng cấp, trời ơi. Mình đang nghèo. Ok, vậy bắt đầu ơi, lấy tiền. Ngoài nâng cấp hệ thống phòng thủ ra thì có thể nâng cấp hệ thống tấn công này, đấy, tăng đam này, tăng hiệu ứng này, và cái cùng là nâng cấp hệ thống sản xuất. Thì khi mà nâng cấp cái hệ thống sản xuất này thì có thể tăng được nhiều tiền hơn, thời gian ra tiền nó sẽ nhiều hơn. Đấy. Cái đó là Yabun nặng cái có tiền á. Cái này người dân mà. Đây cái ô tiền bạc, ô tiền ô trắng trắng cái này đó, hiểu không? Đó, lát nữa tiền rơi ở đây. Ok chưa? Tôi sẽ đứng ở đây. Không, mình tôi ở dạo, trời, tôi ở giữa mặt điện. Giờ ra đi mọi người ơi, lên tiền đi. Tiền ô người nào mà đi lấy ba trời. Đi về. Phải đưa tiền cho nhau chứ, tại sao mà lại được một cái gì đó chứ. Chia ra 3 ô rồi, chia 3 ô mỗi người một ô thủ đi, tuân thủ nhiệm vụ đi, qua lấy tiền khác là sao? 20 giây nữa người ta mới xuất hiện đúng không? Vậy bây giờ mình nhảy một điệu múa đi. Đó nó ghi game start kìa, game start 15 giây kìa, cứ tự quẩy lên đây, quẩy lên đi lừa thiên cao nguyên. À, nó không lượm tiền mà nãy giờ chạy qua chạy lại giùm tiền phải không? Biết đâu. Ê, robot kìa. Thủ. Ôi, có laser kìa. Ơi à, có tường laser bảo vệ kìa, ngon nè. Ok, xong lao đầu. Có tiền này 84 tiền này. Mình bắn mấy con đó là mình có tiền nè. Bây giờ chia đi. Bây giờ mình sẽ nâng cấp cái hệ thống tấn công. Đấy, Yabun sẽ nâng cấp phòng thủ, còn Mimi sẽ nâng cấp hệ thống sản xuất, ok không? Mỗi người chia ra nha, mình sẽ nâng cấp đam cho mọi người này. Đó, tăng đam mọi người này. Mỗi người chia một ô nâng cấp thì nó đều nhau chứ đừng nâng cấp tùm lum. Đó. Tôi xuất đi chạy loạn mấy ba, nhặt tiền gì? Vô vào để lấy rồi nha. Không có. Ta không làm. Robot kìa. Thôi. Đây rồi. Đi bạn ơi. Phụ Yabun kìa, đúng vậy. Ok rồi. Nâng cấp sản xuất đi, nâng cấp tăng tiền đi. Chưa đủ tiền. Ok. À thời gian này mình có thể cho các bạn ít tiền này. Dương 500 xu. Tuyệt vời. Hôm nay có phần quà các bạn này. Em ra đây mình chỉ này hay lắm. Đâu cái gì? Hả? À đây. Bởi gì ạ? Đâu? Gì ạ? Tôi không biết gì. Bạn đi. Ấy da, chủ mắt cấm ném đồ bên này. Chủ mắt cấm ném đồ cay tít rồi. Bóp này chủ bác không cho ném đồ là bất đồ rồi xong luôn, may quá không ném khẩu súng. Ê, đừng ngồi dạy ném đồ nữa, bác này không cho ném đồ đâu, ném đồ mất đây. Cẩn nhá. Em làm sao dạy được như anh được đúng không? Thế là mất đấy. Ê, có 1000 xu rồi này, tới đây tăng đam một người. Rồi mình nâng lên rồi đó. Ok ta nâng cấp hệ thống kiếm kinh nhờ. Wow. Như là chuẩn bị đánh boss rồi đúng không? Tụi mình thấy phía trước có con boss kìa phải không? Chưa. Dồn đam nó, anh em mới tập trung. Ê ai mới à, cầm này đó, một cây làm chẳng nên non hay 3 cây chụp lại đúng không? Tụi gì? Mấy con robot. Tôi nâng cấp quá trời vàng luôn ba ơi. Rồi đó. Ok, mình nâng cấp tiền cho này, nó. Đây rồi, mẹ nâng cấp tiền lên. Ủa sao nó không cho tôi nâng nữa vậy ba? Không đủ tiền kìa, bấm vào ghi số tiền cần nâng đó. À 400 mới đủ. Rồi, bảo vệ nha. Nhớ để ý đó, tiền sau lưng nha. Tôi còn thiếu 50.000 nữa. Rồi, chuẩn bị kìa, 5 giây nữa còn tân 5 này. Lượt 5 này có quái này. Ủa anh em ơi, tập trung. Ê ơi, robot đỏ. Yabun để nâng cấp phòng thủ nha. Em nâng cấp phòng thủ nó vợ. Ok rồi, không phải sợ. Rồi. Tôi sắp rớt ra ngoài rồi, cứu tôi với. Chị bái, chạy về đi, cứu. Tôi cứu mình đi. Trời ơi, tôi đứng ở đây xong rồi cứ sắp rớt rồi. Mà khoan. Tôi phát hiện Yabun cướp vàng tôi. Chứ kìa ấy. Là đồng đội mà mình phải nâng cấp chung chứ. Đó, nâng cấp nó về. Đi tôi tua lại check 3 mình. Có xem có đúng không? Check 3 liền. Check 3 liền, có gì nữa? Check 3 điểm. Mình nâng cấp chung mà đó, mình nâng cấp mình giống chung với nhau, mình phải nâng cấp chung với nhau không? Không, chung một chung đâu, mỗi người một ô nâng cấp khác nhau. Vẫn chung không chung. Bắn đây, lo bắn đây. Ấy à, hình như càng trâu ấy, càng về sau quá càng khỏe mà lại. Ấy à, càng nhầm. Ấy à, trâu quá. Phụ lên, phải bắn phụ. Ấy à, trâu quá. Ui. Căng nha. Không, mình không thấy gì hết trơn á, Rồi từ nâng cấp thành công hệ. Đủ để nâng cấp rồi. Nâng cấp cái gì đó nè. Ê, tăng đam rồi nè, nâng cấp tăng đam nè. Còn thiếu. Ủa sao nó không tăng năng nữa nè. Tăng đam đấy, thì hết không đủ tiền hết sao? Nó ghi tiền đâu. Có 400 mười mấy vàng mà sao không đủ. Phải nâng ở dưới nữa, như phải nâng cái ở dưới. Ê, quay ra kìa, tôi chụp. Quay. Ôi trâu vậy. Con này tự chả à. Ây da, tôi chung em ơi. Ây da, nâng tường thành gì đi, bu đấy. Nãy giờ em nâng được cấp 2 rồi. Ok. Rồi vô. Giờ nâng lên cấp 3 nè. Nâng người tôi bảo vệ ở dưới này, Ok, nâng ở dưới thôi, không phụ đâu. Không đủ tiền này. Ê, lát nâng cái dưới nữa, cho bu đấy, nâng cái dưới nha. Ê, chưa kì vậy ba. Vụ gì vậy? Ê, lát nữa nhớ nâng cả cái ở dưới nữa nhá. Bún ơi, nâng cả ở dưới kìa. Đang gần full cái vàng rồi nha, Này, nâng cái tường thành bảo vệ ở dưới này. Bố kìa. Ui, 6 cái màu. Ôi, 6 cái màu rồi, căng nha. Ê à, không sao, anh mà nâng tường rồi, không sợ nó không vào đâu. Mình có tường mà. Vậy cho nó đi tới đây thử đi. Ôi, tôi rồi. Tắt hình à? Robot đang tắt hình. Ơi, tắt hình bạn ơi. Ủa đâu rồi? À, nó đai rồi. À, ok. Không tin tường thành này. Nhớ lên tường thành nha. Nhớ lên tường thành nữa nha. Ê, phun vàng rồi. Nâng phụ đam với cả nâng phụ cái tường thành đấy. Đây, nâng rồi. Nâng rồi đó. Ôi, lên tường Titan này ghê rồi. Bây giờ lên cả tường Titan là căng nha. Ghê đấy. Đấy, tôi nâng vàng lên vàng rồi quá trời mà. Ok. Rồi. Trận tiếp theo rồi mình gần xong rồi, mình gần thắng rồi đúng không? Cái gì ba, còn 4 rau kìa, thắng đâu mà thắng. Bắn đi. Ai vô. Con này nó có cánh luôn, nó làm robot hay gì mà nó có cánh luôn rồi, đỉnh quá vậy. Nó nâng cấp cánh lên rồi. Nâng lên 100 đam kìa, căng nè. Ui, nâng lên 100 đam bắn còn không ăn thua bạn ạ. Phải đấy. Ôi. Biết sao không? Nó thấy anh nâng thành rồi đó, nên là nó phải dùng cánh để nó bay. Nó bị hệ thống tấn công này, nâng cái hệ ứng này nè. 600 tiền rồi không đủ tiền bạn ạ. Đây mình từ thành em không đủ tiền, mới chưa đủ tiền. Không có đủ tiền. Ôi, đợi thủ tiếp nữa. Cái đấy, không đủ tiền thì tí nữa đâu chứ ba nhận tiền đi nhận dạo. Ê, quay. Bắn đi. Rồi. Nâng cấp thành chi giờ con nào cũng có cánh hết trơn kìa. Gì ba, tôi bố sắp ra kìa, bình tĩnh nào, ra 10. Ok. Còn 2 nữa nha, để nâng cấp tiếp này. Em mới có tấn công à? Để nâng cấp tấn công đi. 600 lần bạn ơi, không được. Ui không đủ, thôi mình nâng phòng thủ vậy. Mình nâng cái laser này, cảm biến này. Đó, mình nâng cảm biến laser rồi. Nâng cấp hết rồi nè. Ê, gần thắng rồi cô. 73, còn 20 quấy kìa, căng đấy. Biết đâu đâu quấy nó cho con 4 triệu máu hay sao? Sao thật? Rồi, tôi chung. Ui, nhìn căng rồi, nhìn khỏe vậy. Bự vậy. Rồi, mọi người bắn đi, tôi không làm gì đâu. Ui, ấy à, căng nha. Ồ, cái thường mình ấy hả, cái tường đang thui à. Ây da, căng nha. Vô. Ôi đây, quá quấy kia chỉ bốt kìa mọi người ơi, sắp thành bốt rồi. Bốt đâu? Sắp thành bốt rồi. Tập trung. Đâu. Ê! 11.000 máu. Thôi rồi, có bốt tận 11.000 máu mà đã căng vậy. Meanwhile. Trời ơi, bốt gì đâu yếu xì. Bốt này bắn cái một mà đây rồi. Ê, mình dừng lại đi, mình đừng bắn nữa, mình đã chết đi. Chấp làm gì? Ê, phá tường kìa. Ê. Ồ, nó phá được kìa. Ê, nó phá tường kìa. Trời ơi. Rồi thắng luôn nha. Là bị dính độc đó, biết tại sao không? Đấy mấy bà nâng cấp cái trúng độc á, bắn có độc á, nó bị mất máu chết mà. Trời ơi. Ê nhưng mà tính ra cái map này nhá, nếu mà chơi một mình ấy là căng đấy nhở, căng phết đấy. May mình chơi 3 người còn thắng được chứ, chứ chơi một người là toang đấy. Mình hồi nãy là mình lấy ba mình đè nó là nó sợ nó mới chết, bạn hiểu không? Là do sức lực và gọi là sự mạnh mẽ của mình, bạn hiểu không? Ok bạn ơi. Rồi, hồi hôm nay mình cùng Yabun với cả Mimi thử thách là phá đảo xong cái bảo vệ thành phố khỏi binh đoàn robot bạn ạ. Cũng may mà thắng được đây. Chứ thật ra map này mà mình chơi mình nhiều khi không thắng nổi đâu bạn ạ. Thực sự là map này cho một người không thắng nổi đâu. May mà gọi thêm hai tên đen kia vào chơi phụ đó cũng có được, tưởng tới cổ hóa ra là cũng có tí hữu ích các bạn ạ. Ok cũng được đấy, uy tín đấy. Ok bạn ơi thì video xin phép được kết thúc thôi. Các bạn có cái đó gì muốn mẹ bé làm tôi nữa thì hãy để lại bình luận phía dưới bạn nhá. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.